Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Dương ngày 20 tháng 7 năm 2021 giờ Houston. Thưa quý vị, Thế vận hội ở tại Nhật khai giảng trong tuần này. Nhưng mà Thế vận hội năm nay sẽ không được vui. Lý do là vì đại dịch Covid-19. Ủy ban Thế vận hội vì e ngại tình trạng lây lan nên không cho những người hâm mộ tới tham dự. Năm nay sẽ không được tham dự. Có muốn xem thì xem màn hình thôi. Và đã có một số những vận động viên đã bị dương tính Covid-19. Thí dụ một uh, cầu thủ bóng đá ở dưới phi châu đã có dương tính rồi và ở nước mỹ thì đệ nhất phu nhân jill biden dẫn phái đoàn qua tham dự thế vận hội và kỳ này ra bà đi một mình coi như bà là trưởng phái đoàn nhưng mà trong đội tuyển của nước Mỹ đã có một người bị dương tính. Người đó thưa quý vị, đó là cô Cory Coco Goff. Cory Coco Goff. Cô là một vận động viên khá là mạnh mẽ của nước Mỹ. À, Cô uh, năm nay 17 tuổi thưa quý vị. Corey, cô, cô golf cô năm nay 17 tuổi. Nhưng mà để được đi qua bên Nhật uh, là phải uh, lấy cái test, uh, lấy thử nghiệm Covid uh, 72 tiếng á. Uh, thì cô bị dính. Cô bị dính thì cô đâu có đi được. Cô không đi được uh, thì cô buồn lắm thì cô mới tweet lên trên Twitter đó, chiều ngày chủ nhật đó, mà cô nói rằng là cô bị dương tính rồi bị dương tính bây giờ đó là cuộc đời bà cô nói là cho tôi rất là thất vọng vì phải chia sẻ cái tin tức này cuộc đời của tôi là chỉ mong ước là để được chơi trong Olympic Games ở tại Tokyo Tôi là có một cái giấc mơ sẽ mang lại niềm vinh dự cho nước Mỹ ở tại thế vận hội tại Tokyo. Nhưng mà rồi tôi mất cơ hội rồi, và tôi mong rằng là những người bạn của tôi, các vận động viên thể thao khác sẽ mang lại một niềm hãnh diện cho nước Mỹ. Tôi chúc mừng, tôi chúc cho họ nhiều may mắn và sức khỏe đó là lời phát biểu của cô cô tên là cô tên là cô cô nha cái tên cổ là cô, cô cho nên người ta nói là tên là cổ tên là cô cô Cory uh, golf mà người ta hay gọi cổ là cô cô thôi viết gọi tắt là cô 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 bị như vậy bị dính covid rồi cổ 17 tuổi thôi ở tại Tokyo thưa quý vị, thì hiện giờ đó dịch cũng đang bùng phát lại, nên người ta rất e ngại. Thì các báo chí thế giới mới nói trên cái ông Kim Jong Un vậy mà là ông nhìn xa nha, thưa quý vị nhớ không, vào tháng tư đó, năm 2021 ông kim jong un ông có một cái quyết định ông nói là ông thôi ông không có cho đội ngũ của triều tiên đi tham dự thế vận hội ở tại tokyo thì lúc đó tôi cũng đã làm một cái bài bình luận rồi có thể đó là một đoàn phép chính trị nhưng mà có thể đó cũng là một cái gì đó như ông nói đó là ông quan tâm là đội ngũ thể thao của ông qua bên tokyo rồi mang dịch về cho nước Triều Tiên khi mà Triều Tiên không có không có dịch đâu thì ông là lo lắng là dịch nó bùng phát ở tại Tokyo và bùng phát ngay chính trong những người mà vận động thể thao thì ông không muốn cái chuyện đó các vận động viên của ông sẽ bị phải trở thành là F1 hay là cái gặp khó khăn đó mà trở thành F0 đó thì chết thì nhiều người nói rằng là, là hồi đó là Ông mơ vớ vẩn Tại vì lúc đó đã có vaccine Thì tại sao những người chích vaccine đi Thì đầy đủ đâu có thua gì đâu phải không Nhưng không thưa quý vị Chầu có chích vaccine cách đầy đủ vẫn bị dương tính Thế thì bây giờ đó là đã có Một số người bị rồi à, Ngoài à, Cô 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 thì không đi được Nhưng mà ở ngay tại Tokyo cái Người mà Vận động viên ở Phi Châu qua đó thì đã bị dính rồi dính rồi dính rồi thì sao bây giờ đó thì nó có một cái chuyện cũng hay lắm thưa vị đó là ủy ban thế vận hội của năm nay á họ mới quyết định nên là ngủ thì họ cho nó cái là cái gọi là các vận động viên được ngủ ở trên nó gọi là anti sex cardboard beds tức là nằm ở trên giường mà nó là không có tức là không có cái chuyện gọi là lăng nhăng sex không mà anti sex cardboard không tức là làm sao nằm ở trên đó đó để gọi là không có mà gọi là hung hít nhau này nọ đó để làm sao khỏi bị lây nhiễm cho nên đó là cái kiểu làm của năm nay ở tại Tokyo nó khắc nghiệt với các vận động viên thì có một số vận động viên không có vui là tại vì đi qua bên đó tưởng làm sao không? có người tình cũng không được ôm hôn này nọ đó trong giường thì thôi giường thì không được nằm giường đôi giường riêng đủ thứ ấy. thấy buồn quá đó là tình trạng thiệt đang xảy ra ở tại tế Bằng hội tokyo kháng tính giả không có nè Đúng không quy định thì khắc cao nè rồi là lo âu về những đồng đội bị nhiễm nè rồi đã có những người bị nhiễm nè cho nên vừa phải chơi về thể thao mà còn phải vừa phải giữ khoảng cách nè đủ thứ hết thì làm sao mà vui được tôi quý vị rồi đi tối đi ngủ nè, là phải nằm ngủ trên cái giường nhỏ nè nó không có cái chuyện gọi là ân ái với nhau nè. Ôi giời ơi là giời. Có một số vận động viên họ nó đã biết thế là mới giống như là Triều Tiên khỏi năm nay hủy bỏ Olympic có lẽ có lý hơn. Năm nay hủy bỏ Olympic có lý hơn. Nhưng bây giờ Olympic đã tổ chức rồi. Thì sao phải tiếp tục thì cái tình trạng Olympic ở tại Tokyo chỉ được xem qua màn hình không còn hấp dẫn như những năm trước ở bên Việt Nam tôi biết có nhiều người mê thể thao cho nên là chắc cũng xem xem nhưng mà chắc không có sôi nổi giống như những năm trước năm nay ở bên Việt Nam nằm ở nhà chống dịch thì có giờ để mà xem truyền hình nhưng không có biết có xem mà sôi nổi giống như những năm trước ở các quán cà phê hò hét hay không thưa quý vị đó là tình hình Covid 19 mà nó lây lan ở trong thế vận hội và những người bị dính COVID-19 như là cô, cô cô của nước Mỹ không được đi tham dự. Và một số người vận động viên đã bị dính ở tại Tokyo làm cho Ủy ban đã quyết định không có người tham dự, ủng hộ. Và phải khắc khe với các vận động viên ngay cả chỗ ở, chỗ ngủ để không có tình trạng lây lan. Làm nhiều người nghĩ rằng quyết định của ông Kim Jong-un có vậy mà sáng suốt chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau